Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video Profiting. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với một video 30 giây khác vào thứ năm. Hôm nay mình sẽ muốn tập trung vào một cái topic khác, đấy là squat. Và mình sẽ cùng sửa cái vấn đề trong squat, đấy là bị trụng gối lại khi mà chúng ta thực hiện squat. Và bây giờ 30 giây, bắt đầu. Ok, trụng gối khi mà trong squat nó sẽ như thế nào? Hy vọng là tất cả các bạn đều có thể hình dung ra được cái trụng gối khi squat rồi. Thì với thanh đòn như thế này, mình sẽ thực hiện mẫu với trụng gối khi squat. Khi đi xuống, hai đầu gối nó có xu hướng nó hướng vào phía bên trong với nhau, hay mình còn gọi đấy là đầu gối hôn nhau và đi lên, đúng không ạ? Nếu các bạn cố tình làm như này hoặc không biết mà liên tục làm với cái đầu gối nó trụng vào với nhau như này, khi chúng ta thực hiện squat, chúng ta đang đặt rất nhiều áp lực vào đầu gối và dần dần sẽ gây ra đau đầu gối và dẫn đến chấn thương. Khi mà trong thực hiện lỗi trụng gối khi mà thực hiện squat, đấy là mình đang bị mắc phải một cái lỗi dưới lòng bàn chân. Mặc dù lỗi nó diễn ra ở đầu gối nhưng mà sẽ cần phải sửa ở lòng bàn chân. Bàn chân của mình nó đang bị trụng và đổ vào phía bên trong, hay nói khác đấy là bị bàn chân bẹt. Bàn chân của mình đang thả lỏng rất là nhiều, rìa bên ngoài lòng bàn chân đang bị nhấc lên khỏi mặt đất. Mình sẽ cần phải kích hoạt được cái lòng bàn chân của mình đi lên, đấy là bằng cách tóm chặt bàn chân, ấn toàn bộ ngón cái và toàn bộ các ngón nhỏ được gần xuống với mặt sàn và xé toạc bàn chân đi sang hai bên. Các bạn có thể duy trì được cái bàn chân liên tục như vậy và cái gối của bạn nó sẽ được mở ra khi mà các bạn thực hiện squat, và từ lúc đấy đầu gối sẽ không còn bị đau nữa. Và vừa rồi là 30 giây để giúp cho các bạn có thể khắc phục được cái lỗi trụng đầu gối khi mà thực hiện squat. Hãy tập trung vào bàn chân. Mình nhắc lại một lần nữa, tập trung vào bàn chân. Dù là các bạn đang squat ở nhà nhưng mà các bạn cũng cần phải rất tập trung. Nếu như mà mình đang mắc phải cái lỗi gối trụng lại với nhau khi mà các bạn thực hiện squat thì các bạn sẽ xem cái video này và sửa lại ngay lập tức, đúng không ạ? Để giúp cho các bạn thể squat được một cách an toàn và hiệu quả nhất có thể, không bị đau đầu gối. Còn bây giờ sẽ hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau trong video 30 giây.